Rồi chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình đang đi đang ở cảng Đà Nẵng Tiên Sa thì gặp bọn Việt. Bây giờ cấm giờ anh em, cho nên là gặp bọn Việt. Bọn Việt đậu xe kìa, thấy chưa? Giờ anh em mình cùng đi tới đó. Chiêm ngưỡng cái xe bọn Việt không biết nội thất ở trong đã trang trí như thế nào chưa. Ha. Thấy Việt mới đang lau xe, Việt kỹ lắm. Không, không nhìn từ xa thấy chưa? Nhìn từ xa thấy chắc chưa? Quá chắc luôn. Wow. Quá chắc luôn anh em. Không, thấy Việt mới lau xe. Mới lau dậu. Đi một vòng xem nữa nha. Đi yeah. Wow. Chú trời, mình đi chơi cái giòn đi nữa. À cũng y đó. Ôi mà bữa hôm trước hình như không có cái chụp này phải. Thấy yeah. Kệ quá đã. Nào mình lên cabin Việt coi nha. Hello, chào chủ nhà. Việt ơi. Qua rồi. Lên xíu nha. Ôi mới chơi cái gì đây? Wow, cái này được nè. Cái này được nè. À. À. À, bên đây được nè. Hợp lý nè. Mua mấy cái này gì bác anh em. Wow. Quá đẹp. Đây. Nói chung là việc không có gì thay đổi. Cũng như vậy. Hình như cái bộ này mới bác ta. Anh ta, bữa hôm trước có không mày? Đấy, dọn tấp luôn. Thấy chưa? Alo, alo, Việt ơi, Việt ơi. Alo, cái Việt tới liền thôi nha. Việt, hỏi cái nào. Cái này mua ở đâu đi? Mua trên mạng. Hả? Mua trên mạng. Bán cả đi. 30-40 nghìn gì đó. À rẻ đó. Đấy ấy là đạt trong ở trong rồi đó. Đây Lazada. Đây đó. Ờ. Ừ, bán cái này đẹp nha. Cái này giống như làm bằng carbon thôi. À, carbon đó. Ờ. Nhúng carbon đó. Cái bật lên nó sáng đèn đẹp nè. Đó chứ. Ủa đây. À đây nè. À. Nó đèn gầm. À. Đồ đẹp kia nha. Thì mua về chế cái giòn tấp lô mình cho kiến lại đẹp. Lao từ cái ngoài đẹp. Hả? Giữ mệt lắm. Thì cũng phải mình lao mình quạt qua xíu thôi chứ. Nó vắt xưa thôi. Vắt cái xích quá rồi. Chứ giòn tắt nó bắt sẵn rồi nên bắt sẵn rồi. À. Cái đề gì đi ấy? Cái đó là trước nó chạy mới, nó xa Sài Gòn chạy mới lạnh kìa. À. Ừ. Nó chế vô đè mới phát thôi. Đè mới phát rồi. Ủa bà hỏi ra không thấy có bộ radio này chưa hả? Chưa, hồi trước chưa. Mới có thêm đó, mới chơi thêm đó. Hả? À. Đâu có tác dụng đâu mà bắt cho vui thôi đúng không? Bắt cho vui thôi. Mà đẹp bắt thiệt. Có đẳng cấp thôi. Mua đó. Ông thợ điện gọi phòng sưu tầm cho. Hả? À. Bữa nó bắt bên kia kìa. Cái này mấy bắt đó đâu. Cái này mấy cái xe mới về mới có chứ mua gõ. Hả? Đồ ha nghe. Có đỏ điện không? Không, chưa bắt nó đút tạm vô đó hả? Bắt đỏ điện nó nhắn đẹp. Chưa, hồi xưa Sài Gòn chạy chỗ đó nó đục cái lỗ đó, nó gắm bỏ cái ổ cắm điện nhà vô kìa. Bây giờ chẳng có lỗ đó. Ừ. Rồi mua mình mua bịch lại rồi bỏ nó lên cây á. Qua đưa cho cần số năng, cần số là xíu. Ừ. Có khúc chứ mấy, ở gửi bên đó gì đó. Khúc thôi.
ấy là bên xe á. Nâng khúc thôi, ý là mày nâng giống đẹp thôi chứ còn mà đâu cái như ta nâng cao quá. Nâng nó chạy mũi tay lắm. À, không mấy thằng mà bị hôi nách á, vẫn nâng cao thôi. Giả đi. Long Star. Được, quá đẹp. Để mình vô mình coi thử cái gì tủ lạnh này có gì không anh em nha. Đây. Bắt đầu. Ủa tủ lạnh đây đang mở. Mở kiểu chi? Mở kiểu chi? Lục ơi. Ủa tủ lạnh không lạnh à? Ngắt điện rồi. Sợ hư bình à? Thao bình quá. Xe chạy đi tắt sáng đây. Alo alo, kiểm soát gọi đây bằng nghe. Đẹp. Để chạp chạp chờ mà Hồng mua mà không có. Tấu xíu phải không? Để không? Để làm cái intro mà ban đầu đó, đầu của clip á. Làm cho nó đẹp nè. Hả? Bọn quyền chi? Tú làm rồi. Hả? Đâu ảnh hưởng gì đó. Xe của bọn mà, ví dụ như mà không ảnh hưởng. Tú quay kiểu đó rồi. Không làm intro để đẹp á. Mà bọn người làm một kiểu, Tú làm rồi thì Tú làm, chứ mình ảnh hưởng gì đó. Sao ngồi đang quá đỏ? Hả? Ngồi đỏ không đẹp á. Chiếc kia của Tom Long hả? Phải không? Hả? Tom Long vậy? Cái xe Tom Long phải không? Nó cũng y đi luôn nè. Biển số 15 à, màu xanh. Abex với Công Thành. Rồi đó. Abex với Công Thành có mấy loại này? Abex có 2 chiếc. Không, ý là cái xe Tom Long đưa vô Đà Nẵng mà nó chạy nè. Mới mấy ngày hôm trước có thấy chiếc màu xanh à. Ờ màu xanh á. Chiếc nó lâu rồi. Chiếc nó phone của xe chạy hàng nặng đó. Được. Cái này mới chế vô hả? Mới bắt này. Chào trước có mà trái rồi nó đỏ luôn. Đẹp ta. Lạch qua đây bơ. Mới do cái này do mình sai cái xu kìa, sai là thôi mình nhóc. Sai cái này qua đây. Chiếc màu xanh nó chiếc nó lao rồi. Máy 475. Cái phone nó là phone chạy hàng siêu trường siêu chậm. Nhìn ngào hơn xanh đi nhiều. Má nhìn giống mi. Ca ca nhìn thấy như con thú á. À giống mi. Thì cái phone chạy giống mấy thằng mà đi đánh giặc á kìa. Nó hay cầm cái gì đó. Nhìn đã thiệt. Phải giữ, xe này phải giữ. Kéo cái móc kia là đúng mà luôn. Móc kia trong quận ngãi kìa. Đúng không? Móc kia trong quận ngãi á. Chạy ba chạy mười mấy móc mà. Chạy đổi móc. Ê không, cái móc mà của TLT á kìa. À cái móc TLT à. Bạn thấy chưa? Trời ơi. Có tê ghiền dầm bên vô thôi. Ừ. Được mà dầm bên vô mất căng. Ù chơi ghê bay. Trời nóc lên mà giữ gì đâu. Cái nó hắn chơi mỗi hồi nhôm mà. Nhôm mà cũng giữ mạch. Ờ cái nó phải dính nó vô tải mạch lắm. Nó xài đẹp chứ. Quá đẹp. Thôi. Hầm hố mà. Review con kia kìa, con xin đâu còn lại á. Mô. Con da không nhăn á. Không, nhăn không đẹp, nhăn không có bô. Nhăn thì ai, y đi. Hả? Từ đây đến cuối năm có cặp bô khác. Nhăn hả? Đây này. Hả? À. Bô đang nữa. Thay đổi cặp bô khác. Cặp bô xịn bên Mỹ vậy á. Ừ. Bô nén cũng si thì. Bô nén bô cũ rồi sao? Ồ, má cái này cũng xì hết nha. À, bốn mét rồi. Được. Cái này cái gì? Này cho vui, không có tác dụng. À, chắc là mở cái gì trong này.
cũng chơi như cặp còi mình nè, mình mới bắt cặp còi như vậy, còi Thái. Còi này keo ghê quá, nó giữ ghê nè, giữ chỗ này sạch kinh chưa. Thì cái xe này khó giữ lắm, cái xe này mà đưa mình giữ không được đâu, không được như Việt. Tại vì Việt nó đúng là Việt xiên chơi, Việt chơi toàn đồ xiên thật. Mốc thì không đẹp, ừ, ngắt ngay, quá ngắt ngay. Không, nội thất thì y vậy, không có gì thay đổi. Nhưng mà có điều là ở ngoài hầm hố đẹp thiệt, đi đâu vẫn thích nhìn. Ây da, Long Star đẹp ha. Đánh cái gì đi, đánh cái gì này đi, vào chi đi. Vào bóng lót, dựng lót đó. Lót này hồi rửa ra nó không đang bóng như thế này, nhưng mà lót cũng sạch. Ờ. Nhưng mà ở đây mình phải chờ miết. Hả? Đủ xiên. Cái này mà lội vô đa lót 2 là vừa đẹp luôn. Ờ. Ra là y xe đẹp lắm. Rồi có vô rồi đang ra chuẩn bị đi hạ không khí nó chui vô. Ê. Đúng rồi. Dễ dính gầm nghe, dính gầm không? Không. Thành nó có mấy cái mớp dễ sợ. Không không. Đèn sáng không? Đủ thái để đi. Cái cầu trơn sau với Trung Quốc rồi. Đường xây với trơn ủng hề. Ba trơn. Ờ, xe dở quá. Cái này là riêng của hãng đúng không? Hàng diễn không bao. Đồ. Không, chạp về nhà ăn với vợ. Quá đẹp. Quá chắc. Đèn này. Để xin nhanh đi. Đường viên của hắn hầm hố. Nhất là cái đèn với lại cái ga lăng. Ga lăng nó giữ cho mốt ra là chị đấy luôn á. Đồ đây anh em này, nhìn sướng mát đúng không, quá sướng mát.